Ok, chào các bạn đã theo dõi kênh Bạch Mã TV nhé. Mình là Dương Quyết đây. Thì hôm nay kênh Bạch Mã TV lên sóng cho bà con một cái video đi mang ngựa bạch từ dưới Hà Nội nhé. Ở đây nó gọi là khu vực Thạch Thất. Nó gọi là Thạch Thất, gọi là Ba Vì đấy, gọi Sơn Tây nhé. Giáp khu Thạch Thất thì anh ấy trước là bắt cho mình một con hàng ta pha đấy, bây giờ chắc đã phải rơi vào tầm độ trên 2 tạ rồi. Trong quá trình mình đưa ngựa của anh đấy đã mua của bên mình về thì như nào thì các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Thì bà con nào mà anh chị em cô dì chú bác nào mà muốn tham gia cái hàng ngựa bạch đấy, kinh tế chăn nuôi cho nó cao hơn so với mình nuôi trâu bò lợn đấy, nó gặp nhiều rủi ro nhé. Nuôi ngựa này thì không có cái rủi ro gì cả, mình để ý đặc biệt là cái chăm nuôi ăn uống cho nó sạch sẽ là được các bà con nhé. Đấy, đặc biệt là không có bệnh dịch nhé. Đây, ngựa thì bên mình còn bên Bạch Mã TV còn rất nhiều nhé, hàng này đã tiêm phòng hết các kiểu rồi. Đấy, về ví dụ như mà chuyển vùng thì bà con thêm tiêm thêm vào thôi, cứ thế là chăn nuôi thôi. Đấy, không giống như là trâu bò bệnh dịch nó cũng nguy hiểm hơn, lợn cũng thế nhá, gà cũng thế. Bên mình thì đảm bảo đầu ra. Đấy, khi mà bà con bắt giống bên mình thời kỳ đầu ấy, và thì bên mình sẽ lấy giống, ví dụ bắt 2 con ngựa bạch cái thì bên mình sẽ trở về và lấy giống miễn phí giống nhá, miễn phí là lấy con giống đấy, còn tiền xe tiền cộ hoặc tiền ăn uống thì bên mình là cứ tính 30.000 trên một đầu con, đấy là tiền ăn tiền chăm sóc ngựa, còn là tiền xe thì cứ tính theo cây số nhá, 12.000 một cây tính cả cộng cả phí đường nếu có nhá. Đây còn rất nhiều ngựa cho bà con chọn lựa nhé, từ hàng pha lai cho đến hàng ta pha đá lai cho đến hàng ta pha bình thường các bạn nhé. Đấy. Thì bây giờ bên mình sẽ xuống khu vực Sơn Tây, bán kính trong vòng 100 km để bên mình chở cái em ngựa của mà anh khách đã bắt của mình, bắt bên trang trại mình cách đây là 7 tháng trước rồi, bây giờ là nó đang động đực và đi đàn thì bên mình sẽ trở về. Đấy. Cho lấy được xong trong vòng 10 ngày thì lại thử được các kiểu, mà nó không chịu được nữa thì bên mình sẽ lại mang lại giả lại anh đấy và để anh đấy theo dõi, nếu mà được được thì là ok may mắn. Năm nay mà anh muốn bán con thì bên mình lại thu gom lại nhá. Đấy, nên là các bạn yên tâm là mua ngựa bên Bạch Mã TV là đảm bảo đầu ra, cho nên là bà con yên tâm nhá. Đấy. Đây. Quay đằng sau sơ qua cho bà con biết về trang trại ngựa Bạch Mã TV là hôm là có những hàng gì nhá. Đây nhá. Đấy. Trong kia cũng có 2 con ta pha cả. Đây, trong kia có 2 con ta pha các bạn nhé. Đây hàng ta pha đá lai này. Đấy, con này hàng ta pha bình thường này. Đây hàng này hàng ta pha bình thường. Đây có 2 con pha lai này, 1 con pha lai, 2 con pha lai này. Đấy, kia hàng ta pha cả. Đây có hàng ta pha nhé, còn rất nhiều hàng luôn nhé. Đấy, hàng này đã khỏe mạnh, ăn uống khỏe mạnh rồi nhé. Trong này còn con pha lai nữa này. Đấy. Con này thì rất chi là đẹp luôn, hàng trắng bông. Đây. Ngoài này có một con nữa này. Đấy, đủ cung cấp cho bà con nhé, từ hàng thương phẩm cho đến hàng giống cho đến hàng cưỡi hay hàng gì thì bà con tùy theo cái sở trường của mình và tùy theo cái túi tiền của mình và kinh tế của mình nhé. Đấy thì ok nhé, bây giờ các bạn theo chân mình đi xuống Sơn Tây nhé, Sơn Tây Hà Nội gọi là giáp khu vực Thạch Thất, để bên mình chở ngựa về lấy giống cho khách. Đấy, khi mà được thì sẽ trả khách, thì bà con anh chị em cô chú bác theo dõi cái hành trình của mình nhé. Đấy, các bạn nhá, anh em chúng tôi là đã đến chuẩn bị đến khu vực nhà anh nuôi ngựa thuộc xã Kim Sơn. Đấy. Xã Kim Sơn của Sơn Tây này, đi xuống trời hơi mưa, trời đẹp có lộc, mấy các bạn nhìn thấy rõ không? Tôi nhậm nhèm chút. Lâu lắm không xuống đây kéo quên nhà đây sao? Đây có cái đường tư tư nào đây, cái mít cái mùng gì đấy. Đây. Đây, bằng ngõ này.
quá. Các bạn nhá, nhà số 51. Anh à, lâu lắm không gặp. Cho xe vào kia được không? Được. Anh bảo cửa anh. Đây các bạn nhé, đấy, đến trời hơi mưa các bạn ạ. Đến ra chủ anh ấy, mùa năm ngoái, hôm nay mới đến lứa đó, mang đấy, anh em chúng tôi mang về để xem và xử lý em ấy. Vâng. Để có cái bông nhá, cái sau nhớ. Đưa đấy, đưa đây. Vâng, bây giờ là xe để lùi vào chỗ để ngựa lên bạn nhé. Đấy. Ngày năm xưa. Ngày năm xưa. Đấy, tháng 7. Vâng. Hết lái đây. Cứ hết lái đây. Thôi. Đang lùi xe rồi nhá. Thôi đồ đấy. Thôi. Đúng bồng. Thôi. Được vừa chưa? Người ta đi vừa chưa? Đi vừa được mà. Đúng các bạn nhá. Đấy, vườn bồng anh rất sai. Đấy, ngày xưa xuống đây rất nhiều bồng nhá, bây giờ cũng rất nhiều bồng. Đấy, vườn bồng rất thiệt sai. Đấy. Không biết em ngựa lên hiền nó lên nó dễ không. Đấy. Xe chuyên chở ngựa. À, anh em chúng tôi giờ vào xem nhé, và xem ngựa trong này to như nào. Ngày xưa bắt bên mình, và bây giờ là đến đi giống đi đàn để lấy giống, và anh em chúng tôi sẽ đến chở về. Đấy. Các bạn yên tâm đi nhé, các bạn bắt ngựa bên mình thì yên tâm, chào chị ạ. Không cần đâu, em có sàn chị ạ, anh ạ. Đấy. Úi giời, ui, to đấy nhỉ. Ui đẹp ấy. Ai bán mà mua. Ai bán mà mua. To. To đẹp ấy, đẹp. Đi. Hôm nay mình lấy được ba mà đẹp con nào mà đẹp này. Xong máy đi nhỉ. Vâng, mua máy bé tẹo. To hơn con lần thơm. To hơn con hôm nọ em qua cho anh. To hơn. Đấy, đẹp thế ngựa các bạn nhé. Trước năm ngoái bắt bên mình con ngựa này nhá, năm nay bắt đầu mới đi đàn. Đấy, con này trên 2,5 tạ nhá, tầm 2,6 tạ. Con này nó cao không chui ra, mỗi khi chui ra không nó... đấy trên gì thế, nó có nghe không? Thế con này sắp cái treo này, anh cọ anh tắm anh ngồi lên đứng. Thế con này cưỡi sắp cưỡi. Đập tắm bơi. Con này sắp cưỡi rồi.
lên đập tắm bơi để sao tập cưỡi. Vâng. Để cho lên làm du lịch. Con này mà gì nhỉ? Con này mà anh mà có cái yên đi. Cưỡi thì tuyệt vời. Đấy. Nghe. Ừ. Ý, nó cuồng chân đấy. À. Ôi. Cực to luôn, cực đẹp luôn các bạn ạ. Đấy. Cực đẹp luôn. À. Cái buộc tạm ngoài đã. Để nó cuồng chân. Cái này cho đơn ra. Không lôi nó đâu. Đấy, cuồng chân nó đang mới ra cuồng chân. Béo thế, anh ngồi được ấy. Chạy ra được, không sợ. Để anh giữ cho dài rồi nhé. Đây, ngựa nó mới ra chuột khỏi chuồng các bạn nhé, nó mới ra khỏi chuồng nó hơi cuồng chân. Đó, ngựa nó không được thả mấy, nó cuồng chân. Hồi tuần, hai tuần này có được thả được. Vâng, nó không cuồng chân, nó hơi nghịch tí các bạn nhé. Đấy. Nào. Anh cứ nghĩ là thả chuồng này là được. Nhưng chỗ này nó vườn, nó không thả chỗ nào, vườn không chỗ nào thả thế. Dạ. Tinh nữa. À không, ngựa phải lấy. Vâng. Ôi. Cái cổ đánh chắc. Hả? Ok nha, con này nó phải dâu 2 tạ rưỡi đủ lên các bạn nha. Đấy, anh bắt vào bên mình. Hàng Tafa Đà Lai. Ui, nó cuồng chân. Và đây các bạn thấy không? Đấy, con này nó ui, con này nó hơi cuồng chân. Đó, to, năm ngoái anh ấy bắt Tafa thấy chưa? Các bạn muốn bắt Tafa nhá. Đây hàng to đẹp. Không hết được. Nó béo mà nó nặc thịt như kia. Hách rất hách ngựa, rất đẹp ngựa bạn ạ. Đấy. Đấy. Tắm phát thích ngay. Không nhận ra à? Chân cho nó quen. Ngựa gà này anh cứ phải cẩn thận, làm cho võng. Mặc dù quen thì cũng phải cẩn thận. Đấy, nó đang cuồng chân đấy, mình cứ phải tránh xa. Tí nữa cho mày về ngửi môi trồng biết ngay lo gì, sao mà nhảy. Bọn này là hình như là nó phải tính. Đây các bạn nhé, đấy, ngựa cho ăn xe này, đấy, thấy chưa, rất đẹp, ngựa cực đẹp luôn, đấy. Lúc mua bên mình là 7 tháng nhé, bây giờ nó nay được 1 năm, đấy, được 1 năm là bây giờ, đấy. Đấy các bạn nhá. Cái dạng này được không em ạ? Cái dạng này được. Dạng làm theo kiểu lối ông già một chút. Ông cổ đi nhỉ? Vâng.
Vâng. Ông. Lên. Chưa lên bao giờ. Lên. Lên bé lên rồi để tôi. Lên. 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 Đi lên. Lên đi con. Lên. Lên đá. Lên. Lên lên. Lên. Đi lên nào. Lên. Ush. 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 Lên. Cái chổi. Nó chưa quen nó từ bé giờ chưa lên phát nào xong nó lên. Nhưng mà nó phải đâu lên 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 đây bạn nhá, nó lên xe. À, rất chi đẹp, giống bằng cái con hai của chú bộ đội không nhỉ? To hơn. Yeah. Cặp đôi của chú bộ đội đi đi này giống này, con đôi của chú bộ đội đấy nó vẫn bé rồi. Nhỏ hơn con này nhưng nó nhưng mà nó đẹp đấy. Nó nói chung là nó tương đương nhau. Con này ở mình là sướng đấy, nó con của chú bộ đội nó không béo con này thôi, còn nó to gần như này. Kiểu nó nuôi nhiều bò nữa mà. Vâng. Nó... con bò. Con nó chăm cả bò xương bò thịt nữa. Con của chú bộ đội nó lẳn nhựa hơn. Con này vẫn có khi vẫn còn lớn nữa. Vẫn lớn đấy, vẫn lớn mà. Lớn. Có trên con này nó phải lớn ở trên 3 tạ. Mà những cái cân ở bụng nó lổi tĩnh mạch ấy. Ghê. Phục anh với nhá. Vâng. Ta vào làm một nước không? Nuôi béo đẹp như này để hỏi chưa biết nuôi. Nuôi vợ ngựa đấy, anh nuôi. Giờ là anh em chúng tôi bắt đầu về nhé. Đấy. Chào anh nhá. Anh em tiếp tục theo dõi nhé, quá trình lên ngựa anh em chúng tôi nhé. Đấy, ok các bạn nhé. Giờ xuống ngựa đây. Đấy. Giật dây ra. Chắc nó đeo đá đâu, cứ ngon men vào cho nó phích. Đấy nhá, xuống ngựa lấy được cho khách nhá. Đấy. Rồi, yên tâm, rất ngoan luôn. Đấy. Rồi, nhấc lên không nó nhắm chân rồi. Ê, xuống, ê, xuống, ê. Ê, trời ui mẹ, khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Đá chết chó. Ui, thịt mẹ mấy con nhà nhâu nhâu à. Đấy, ngựa con này cứ nhâu nhâu đây, thấy ngựa cái nhâu nhâu đây. Ui, thịt mẹ. Con ngựa con ra ra ngoài đi để đuổi nó chết ra. Nếu nó đá, nó mẹ đá chết người ấy. Đích. Đích. Đi ra sao? Ra sao? Ui. Nhà nhiều ngựa quá các bạn ạ. Ồ, đi vào nhanh lên nhé. Loạn cả xì ngầu hết cả lên. Ui, vào. Đấy. Ngựa siêu to khổng lồ vip. Ui, vào chưa. Ui, vào. Ui, vào chưa. Ui, vào. Ui, vào, nhanh lên. Rồi, buộc ngắn vào bên đấy. Kéo con đực nó ấy. Buộc dưới. Đấy, buộc vào. Ấy siêu to khổng lồ nhá, đứng cao bằng kia luôn. Đấy, hàng ta phà đá lại khác. Con đực này đã biết nó với tới không ấy. Đấy, không biết con đực này. Đấy, con đực này. Đực đây nhá, không biết với tới không. Đấy. Đây đực đây các bạn nhá. Chờ nữa cho qua, nếu mà cho qua đường kia cũng được. Đấy, ok các bạn nhá. Đấy, thì quá trình
quá trình lấy giống nào để các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Đầu thóc lộn xộn hết cả lên. Đấy, ok các bạn nhé, video của mình chở ngựa về đến đây là kết thúc nhé. Trong quá trình lấy giống nào thì mình tiếp tục quay cho bạn xem nhé. Thì bên mình còn rất nhiều ngựa đây. Đấy, hàng ngựa thương phẩm, hàng ngựa giống này, và hàng ngựa trai cho đến hàng ngựa nhỏ to là có hết nhé. Cứ các bạn mà đặt mua ngựa bên mình có ưu đãi trực tuyến luôn nhé. Đấy, hỗ trợ tri ân khách hàng. Đấy, mỗi một đầu con ngựa là các bạn cứ bắt cứ mỗi một con ngựa là một đồng một là cao, là ngựa bạch chuẩn luôn nhé. Đấy, nguyên chất. Thì ok, bây giờ mình đến kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nhé.